Anh lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi, lấy, lấy, lấy. Dính rồi, dính dính cá từ đầu tới đuôi luôn nha. Đồ má. Bự, bự. Dính chó bữa nay lên cá rồi bà con ơi. Em đang quay, em đang quay. Đồ má bự à. Đừng giật nó, lôi vô đây nó sống rồi, đừng giật nữa. Dính mép dưới thưa miệng á. Tôi định giật rồi ông Vinh kia, để tao tôi cho luôn á. À rồi rồi thấy rồi, thấy bự hay nhỏ hả? Tiếu trời ơi, ôi ơi, làm quay clip từ đầu tới đuôi luôn. Ô vãi, nuốt mẹ lưỡi rồi, nuốt luôn hả? Nuốt rồi, lên luôn đi. Rồi, cũng được 2 kg. Rồi xách lên luôn nội ơi. Rồi 2 kg nha anh em. Khoảng được 2 kg. Thấy đồ quá, cũng có cảm giác rồi. Hai em. Ngon. Chào chào anh em hội trong hội coi. Rồi, kết thúc. Lên Hugo. Em thấy mà định hiếp dâm của nó mà thôi, còn của con Tú phải không? Thấy rồi, qua đây ra ra, từ từ thôi. Trà trà bước qua cần này, trà bước qua cần đi. Nè. Đó, đang quay video. Nó đang quay, nó đang quay nãy giờ. Để cho nó tự bắt cho nó có kinh nghiệm, đừng nói gì nó luôn. Cho tự bắt đi. Cho đừng cho vô trà nha trà. Bự lắm á. Từ từ nghĩa, từ từ nghĩa. Để thấy thấy cái mặt nó đó. Chơi hả? Ôi sầm long. Vẫn lộn. Xiết tu binh vô chứ bây giờ xiết tu binh. Đù má. Má cá chê khủng luôn. Bởi lờ. Má cá chê. Lên chưa, lên bật nước rồi đem về rồi. Con chặt nó tẩu, tao thấy cá chê. Nhá đi. Đóng tu binh lại. Đừng đừng bỏ để nó bắt lên mở. Anh Nghĩa, anh Nghĩa biết xúc cá chê không? Ừ đây cá chê, nó lâu quá đó, nó thấy người nó quẩn quẩn ngoài không? Rồi xong cái giật xuống đi anh, giật cái đầu. Bự lắm á. Siết tô binh lại. Nó lủi á, cá chê nó lủi vô góc á. Không lật đâu ba, lâu lắm, cá chê lâu lật lắm. Không, nó chỉ đưa cái miệng lên thôi. Cá chê này cũng 4 kg bằng cá vị em Dung Vinh á. 8 kg. Dây dây vợ của bắp á. Không, dây 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 chị dây kia lụ. Dây nó dây đây qua dừng đứng cục cái đầu quá, cướp đứt nhợ. Từ từ thôi, cứ để từ từ đi. Má bự lắm á. Vô cái giống, giống cái giống. Khó lắm. Chạy đây, dính nhiều lắm, chứ mệt đâu, dính nhiều dây đâu. Quay 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 lại chim, lấy chim đi. Dây nổi. À trên, anh em xem trên trên nè. Con này 4,5 kg. Không, 4 kg em với ông Vinh coi. Trời bớt giả đi, con này cá 4 kg chặt đầu như vậy. Trời ơi, đụng má. Trời ơi, cá chơi chết ngắt nữa nè. Sao bỏ đây vậy? Dục lên bờ. Mắn cá chơi cũng quán trời. Rồi tắt chưa hay là để quay luôn? Chụp ảnh lại đi đụng má. Đấy. Đá nha. Chụp quỳ. Giờ rồi quỳ.
Để còn có em sao nó, còn em sao nó dùng dây đâu vậy? Thôi thôi, nó dướng. Chúc quỳ. Chưa được mà. Ôi, cá bự. Từ đi, nó ngửa ra anh ơi. Lên hàng nha anh em. Nè vô quy. Mạnh lắm anh ơi. Nè em cầm điện thoại. Nè em qua xúc nó luôn, Nó dưới cái cây này. Qua xúc nó luôn. Thấy không? Thấy cái đầu đó không? Không mạnh lắm. Nè nó ra nè. Mạnh lắm. Nè kìa. Đụm nó. Thôi trời khó xúc quá. Em gài giật ở dưới á, em gài giật dưới nước á. Ừ, em gài giật nước nên anh đưa nó vô cái em xúc nè. Vô cái đầu đó. Lấy chưa, lấy chưa? Yeah. Lên cái nha anh em. Tháo lưỡi đi, nó dướng tè le dưới hết này. Tháo cái mani luôn ra luôn quy. Rồi. Lên. Cải đi. Đây. Đụ, hàng này bự ra. Hàng này bự nha. Không có nhỏ đâu nha. Không có cá hả? Trực tiếp. Không, em không có quay trực tiếp. Để anh tắt nha. Tắt sao? Tắt thì bấm vô nút giữa đó. Nó còn mạnh lắm. Lưỡi này nó còn mạnh lắm. Ủa nãy nó ăn sâu anh. Cái gì? Nó ăn sâu à? Là anh chơi cái đùng dây. Ăn nó chạy vô liền mà. Anh tưởng nó của em bên kia, em làm vườn dây của anh. Không có đâu, em... Nó khoan đại lên anh giật. Em nghe cái đùng cái rồi mới dính đó. Đưa đầu vô. Nó chế chịu. Anh Đạt đang nhiều cá. Kể chẳng bên đó rồi nó ăn dính rồi chứ ăn gì. Kể ba nó trùng mà. Từ chưa. Có chừng dính cái vật của em. Không được. Đầu xuống đúng rồi, đút vô. Rồi chưa có nút lửa đó nha. Rồi. Lên cá anh em ơi. Lên cá. Anh Đạt đã lên cá. Đó, con này khoảng 5kg mấy nè anh Đạt ơi. Rồi. Ôi. Trên luôn. Lên trên luôn. Phần video đang tiếp tục. Video đang tiếp tục. Không có điện thoại quay lại rồi. Quên. Lên đi lên hàng. Sao bên chưa? Trùng quá trời. Đây, thả cái cây đó. Bự à. Thả cây nó xuống. Hạ cây nó xuống vô. Đây đúng không? Hạ xuống. Quay vô luôn không? Không, em căng lên nặng, em căng lên nặng. Bự. Thả xuống. Đây. Một tay. Vô luôn nha. Từ từ thôi, nó còn mạnh lắm. Không. Lôi nó vô đây nè. Vô gần bờ xả bên cho nó nhẹ xuống bờ quy, nó công nó nhẹ. Vô bờ rồi, xả rồi, em biết bắt cá mà. Có chuyện nó lủi vô cây quy, bự.
từ xuống đây quay, xuống gần em mới chặn nó được. Do chưa nó lên bờ luôn, nè cầm đây đi. Cầm. Rồi không? Nó, nó đủ không? Vừa cho nó vào nó chạy ghê lắm. Đó, nút sâu mà. Ơi. Từ từ thôi, mình xả ben là lụm mày Quy ơi, đừng đừng có căng ben nha. Ê đừng có đừng đừng có nhẹ quá. Nó không nhẹ đâu, nó mạnh đó. Nhớ chút ngõ đi. Nghe gần nghe ben chạy không? Quá đã hấp dẫn. Căng căng nó vô đi, căng nó vô đi, em có ben mà, em đâu có sợ nó rượt giật đâu. Ê, căng nó vô, căng nó vô. Để nó để. Trời ơi. Có chừng nó lủi vô cây nè. Căng nó vô đi, căng sát vô, căng sát vô, căng vô, căng vô, dậy nó vô luôn. Nó lủi vô bờ không mà sao? Thì đi qua bên bờ nó đi cho nó vô luôn, quay đi chặt. Rồi lật coi. Cái thứ tư không dính cho mày đi về luôn. Rồi lật cái đó. Móc vừa có sống lên đâu á nha. Kéo vô đây nè, kéo nằm vô đây nè. Móc vừa có sống rồi. Được rồi, cặp đuôi nó đây. Rồi. Rồi anh Hàng. Ngon lành, quy lên cái nha. Đóng cái thứ tư không? Đóng cái thứ tư. Đó là da làm như hên mày. Thấy anh bờ luôn, đục cái này bự à, không có nhỏ đâu. Con này cỡ thằng năm à. Bốn năm. Bảo đâu rồi? Nãy giờ mấy cái luôn á phát. Ui. Chẳng như Ngọc Trinh luôn. Rồi. À, con này mắt nó bị mù. À. Con mắt nó bị mù nữa chưa? Tầm đã luôn. Kéo luôn đi. Nè, này của Quy sao? Bự lắm. Nghĩ quá trời mà. Quay đi. Mới chửi không thấy bảo bữa rồi bán nó lại.